Chào cô. Nè, hai cái lóc là 41 ngàn ký nè, bữa nay cái lóc đồng rẻ, cái lóc nuôi rẻ rồi. Dạ. Cái đồng nhiều, cái nuôi rẻ rồi. Cái đồng nhiều. 40 ngàn. Dạ. Rẻ chứ vậy? Ừ. Thấy không? Tôi mua chục ký tặng ký. Trời ơi. Trời ơi. Dạ. Dạ. Thấy con ba đây, cái con ba đây đó. Con này bán trái cây quá trời luôn nè. Chào mấy cô. Sữa đậu nành hết cô. Quýt này là quýt to luôn hả cô? Cô lấy cho con 1 ký quýt Thái nha. Dạ có luôn. Xấu đẹp gì cũng quay, ai làm gì cũng quay. Chỉ có mấy người hiếu nợ là không giống quay. Dạ, may này bán sao bà? À, cái này 80 ngàn ký à? 80 ngàn 1 ký. À. Dạ, còn me bà? Cái này 500, cái này 80. Chồng may này đi nha. Trời. Dạ. Sáng giờ bà bán được không? Dạ. À, làm cho con 1 ly trà đường xách đi nha bà. Trời, có liền. Dạ. Dạ, bà bán món gì vậy bà? Bánh nước, bánh hỏi. Vậy hả? Cho con 1 dĩa bánh nước nha. Thế gì mà bán được không bà? Không. Bán này ngay con. Dạ. Cái này là bánh tầm khoai mì đó bà. À. Ồ, dạ đừng có vậy, cái củ đường hốt nốt nè. Dạ. Lá nè. Rồi, con cá đây. 240 một ký. Dạ. Lá 240 ký. Không bự ngon 240 ký. 240 luôn. Dạ. 240 ký. Mình đụng 240 ký luôn. Đi này bán rẻ mà đẹp gái luôn nha. Dạ. Có anh nào giá vợ không mà may gì đi. Vậy ha. Thấy không bà nghe? Dạ. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Ngày mới em xin kính chúc quý cô chú anh chị mình thật là nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc nha. Thì hiện tại là em đang có mặt ở khu vực chợ Hội Sơn quý cô chú anh chị mình đây. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng đi tham quan chợ Hội Sơn với em nha. Thì chợ Hội Sơn này á là sẽ thuộc thị trấn Núi Sập của huyện Hội Sơn, tỉnh An Giang quý cô chú anh chị mình. Thì nơi em đang đứng đây á là phía sau khu chợ cá của chợ Hội Sơn của bác anh chị. Ở đây á thì là đường Võ Thị Sáu nè, con đường đi hẳn ngang và đây là con đường có tên là Võ Thị Sáu ha. Đó thì tầm giờ này 6 giờ mấy à, khu chợ dưới đây em thấy bà con đi rất là đông cô bác anh chị mình. Đó, xa cô bác anh chị mình nhìn thẳng tới phía trước là có thể thấy khu nhà lồng của chợ Hội Sơn ha. Trước đó thì bà con đang đi chợ rất là đông luôn cô bác anh chị mình ơi, đi nghẹt đường luôn kìa, quá đông rồi. Đó, giờ thì mời cô bác anh chị mình cùng đi xem bà con bán đây với em như thế nào nha. Ở đây thì xe của một số bà con tiểu thương buôn bán á, đậu đây nè. Đường Võ Thị Sáu, phía bên kia thì là đường Lê Văn Tám. Đây là phía sau chợ. Hôm nay em thấy có cô bán bánh gì nè. Chào cô. Em có biết gì đâu. Vậy hả? Bánh này bánh gì cô biết không cô? Bánh gì là? Dạ cái này thì biết ha. Cái này em làm em đổ em biết. Dạ. Bánh da lợn, bánh da lợn này có hai màu nha cô chú anh chị. Ủa cái màu xám xám là bánh bánh này cà phê, này lá dứa đậu xanh. Cà phê lá dứa đậu xanh. Dạ, lấy em một mỗi hứng cái nha. Dạ. Bánh da lợn ngon lắm nha cô chú anh chị. Đó, lá dứa đậu xanh nè.
còn cà phê là mình để sữa vô hả? Không, nước cốt dừa không ạ. À. Cốt dừa không nó mới ngon. Dạ. Bánh da lợn này nhờ nước cốt dừa nhiều, nó béo. Nước cốt dừa với cà phê ha. Với bột nhiệt tinh, gạo. Dạ. Chị bán cố định không? Không, anh bán thì cũng bán hoài, lúc kêu dịch bệnh tới giờ, dịch bệnh rồi nghỉ mới bán lại. Dạ. Ồ, có dắt mè lên nữa ta. Đặc biệt ha. Không có ăn, em lấy cái khác. Dạ có. Đặc biệt hơn mấy chỗ khác, chỗ khác là bán bánh này lại giờ để vậy thôi á. Mình để mè riêng, mình thắng mà mình rang muối mè để riêng. Dạ, rang muối mè để riêng ha. Ai người ta thích ăn đó mình để vô. Còn người ta không có ăn được muối mè thì mình không có để. Dạ. Rồi, hai cái nhiêu chị? 10.000. Ồ, rẻ ha. Vậy là cái có 5.000 rồi cô bán chị. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị bán mau hết nha. Sẽ đi dài vô nha cô bác chị. Đối diện bên đây thì có một cái tiệm tạp hóa nè, còn dài vậy. Ở phía bên đó thì có bà bán bông, bà bán rau. À, sẽ đi cái sào nhỏ đó. Dưới này có bà bán gà vịt sống. Chào ba. Dạ. Bán gà vịt đó ba. Bán gà vịt đây anh ơi. Dạ. Gà vịt. Gà vịt này mình nuôi nhà hả ba? Vịt nhà con ạ. Dạ. Đây là vịt xiêm mấy gì nè cô chú anh chị. Bà quấn cánh nó lại nè. Quấn nó con nó dậy lắm. Nó dậy hả ba? Dạ, nó dậy là nó bị dập cánh phải không? Dậy, nó gãy cánh luôn. Dạ. Con cảm ơn bà nhiều nha. Dạ. Sáng chợ quá đông rồi cô bác chị, ở đây có cô bán xe gì đẩy đẩy nè, bán đẩy vậy hả cô? Đây có chị gái bán lương ha. Sao rút nước ra chi vậy? Cân lương cho người ta. Dạ. Cân lương cho người ta. Cân hả? Dạ. Cái này có người mua rồi ha. Lương nuôi. Mua về nuôi hả chị? Dạ. À. Lương nuôi. Lấy nước ra để cân ký á cô bác chị. 21 à. Ồ. Sáng này vô á hao xôi rồi ha. Kế bên thì có cô bán xôi nè. Đúng rồi. Đền mâm xôi luôn rồi. Dạ, đền mâm xôi rồi. Bà bên đây cũng bán lương rồi nữa nè. Trời ơi, có gắn nữa hả? Wow. Gắn này gắn gì đây bà? Gắn nước. Gắn nước nó vàng quá ha. Gắn nước này cô chú anh chị. Bắt được á hả chị? Ờ, xịt. Dạ. Có một con duy nhất thôi. Cái này cũng hàng hiếm à. Ừ, hàng hiếm à. Dạ. Con này là mấy trăm gram hả chị? 400 gram. Ồ, cũng nặng ha. Dạ. Có phụ sắc hả con? Dạ đúng rồi, vậy là cái con này có tính dầu sắc chưa chị? Tính cỡ đó, hồi đó tí, hồi đó tí. Vậy á. Vậy là tính dầu sắc chưa, chắc nửa ký. Mấy cô bán cá này hả? Phải không? Hết cá rồi. Ôi lương nè. Lương của bà hả? Còn bao nhiêu đây hả? Lương đi chú. Còn bao nhiêu đây hả bà? Dạ. Có nhiều đó, này có kêu lương cho con. Lương này là lương bắt hay là lương thôi? Lương xịt. Lương xịt hả? Dạ. Này là mình bán sao bà? Bán 140 ký. 140 ký. Dạ. Bà cân cho con mớ lương này nha. Bà bán cho con mớ lương này nha. Dạ. Dạ. À, mua lương hả à, giúp cho anh quay trường nha cô bác anh chị. Mua ký hả nữa ký? Luôn. Hết luôn đi. Mấy chị luôn. Nhỏ nhỏ. Kê dục bà mẹ mới dục không hải chân luôn rồi. Sao dục ở ngoài không vậy? Thôi là có thì chạy ra chứ. Trời ơi, trời ơi. Liệu có được tầm 7, tầm 3. Ở đây là mình đi xuống máy sông đường nào hả cô?
ở đó hà lội xuống ha. Bún xanh hả? Dạ mua cho mạnh thường quân bún xanh 1 kg. Nãy lươn nhỏ không mua. Thôi trời, nhỏ người ta mua, người ta về nó nuôi không sao, còn sở này người ta về người ta ăn, mình thả nó tốt hơn. Nhiêu dạ hả? Cứ gắn thả đi. Thôi cũng gắn nó nguy hiểm, cắn người ta chết. Đó, rồi 104 gắn có 50.000 không mua, thả đi. Thôi nó kêu thả đi. Về luôn coi con nhỏ. Hả? Đi mốt thả đi về luôn coi. Tôi kêu nó hả có cắn không? Không, cắn thì đâu có cắn đâu, thả đâu có thả đâu. Không cắn đâu. Nước không cắn hả? Không. Mở ra cái thả chứ hả? Vậy chị đi thả nha. Ừ. Rồi. Để mình tiếp chị con gắn này luôn để người ta mua ăn thịt nha cô bác anh chị. À đi thả này mà đi. Chung đi, giờ tối chung nữa hai người trả là cả qua rồi. Dạ. Dạ. Cho nó đổi cho đổi 500 kìa. Để xuống nè. Thôi chú này đủ nè. Dạ lấy con gái hả hả con. Dạ. Thôi chấm đây nè, 50 nha. 50 là của chị phải không? 50. Nè nè nè, 111. Vô đây nè, đấy cái này là 154. 154. Phan là của bà. Có 4.000 lẻ không? 154 phải không? Bớt luôn hả? Rồi, đây ha, đi hả. Vậy là của bà là 150, của chị này là 50, là tổng cộng là số tiền là 200 nha cô bác anh chị. Rồi đi. Đây hả? Dạ con cảm ơn nhiều nha ba. Cặp bên đây là có mé sông nè, không biết có đường xuống không, có ghe xuống nha. Đi qua ké ghe luôn chị ha. Ở đây được rồi chị ơi. Để em nguyện cái rồi mà chị hả giùm em con gắn đó ha. Em cũng hơi sợ gắn. Đây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 10 dương lịch, em có đi chợ Hội Sơn mua giúp cho anh Quê Trương số lượng chú gắn này hả phóng sinh về hồi hướng cho vị tăng Tú Loan của anh và của quyền Pháp Tổ sớm được siêu hành tịnh độ. 29 mình đó. 29 năm lịch đó. 29 mình ừ. Dạ, hôm nay là 29 tháng 9 năm lịch thì em mua số lương chú gắn này thì hả giúp cho anh Quê Trương hồi hướng cho vị tăng Tú Loan của anh và của quyền Pháp Tổ sớm được siêu hành tịnh độ. Cầu chúc cho gia đình anh bình an mạnh giỏi, cô bác anh chị xem clip thì cũng bình an luôn. Rồi giờ mình sẽ hả số gắn này vậy mọi trường tự nhiên với lương này để đi đi em ơi gì đẹp bật. Dạ tiếp sau thì giờ có duyên những Phật pháp thì gắn niệm Phật để sao có cái thân xa tốt không, làm người không làm gắn hay lương á. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi đi mấy chú. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Còn 700 gram hả? 700 gram này nhiêu tiền nữa hả chị? Dạ rồi, vậy em tiếp chị bịch đó nữa ha. Em tiếp chị bịch này, lương này nữa à, đi qua đường này đi, té à. Không biết đi đường này. Bịch này 100 nữa nè, này chị cầm đi em đưa tiền cho chị luôn. Tiền nó để đâu ta? Đây. Rồi. Em cảm ơn anh nha. Rồi em cảm ơn chị luôn. Đây là tổng cộng mua đợt này nữa là tổng cộng là 300 nha cô bác chị. Đây. Lương này nữa. Hồi hướng phóng sanh cho vị tăng Tú Loan và của quý vị của anh luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu chúc cho nguyện nhân trên chứng minh ha. Cầu hồi hướng cho quý vị với
Chị Tăng Tố Loan của anh quay chương được sớm siêu ăn tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ hải sản lương này xuống nha cô bác chị. Ở đây thì nói chung là cũng không có đường đi xuống nữa, cho nên là thả cái này xuống dưới đây nước cũng ấy không đỡ chứ không sao. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đi đi. Đây nguyên cái con sông mênh mông nước. Rồi giờ đi vô đi chợ tiếp nha cô bác anh chị. Sáng giờ này chợ nói chung rất là đông khách ha. Dạ thôi bữa nay con cứu mấy con luôn chứ gắn rồi để cứu nhiều đời nữa. Mấy cô lấy bạch lại không? Dạ rồi cảm ơn mấy cô luôn. Bây giờ hôm qua chợ tiếp tục nha cô bác chị. Khu phía sau chợ đây còn bán rất là nhiều cá. Thầy có con cá gì lạ lạ nữa nè cô bác chị. Không biết phải cá pha. Cái gì hôm nay đi cũng có đồ có gì vậy? Giá heo cá heo á cô. Cái trẻ nha 3.000 đi. Đồ này nói là cá heo rồi quá chị. Sập sập ha. Dạ. Dạ quay video. Hả? Dạ đúng rồi. Con làm YouTube á. Dạ. Chú mua cá heo hả? Cá heo là chú mua nhiêu ký? 300. 300 một ký. Cũng rẻ ta. Ờ. 300. 300. Dạ. Rồi cảm ơn chú nhiều nha chú. Ừ. Cá heo là gì? Cá heo 300 ký. Quay 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 quay. Quay người đẹp bán cá heo á. Rồi, người đẹp bán cá heo nghe. Nghe nó cười. Này sao cá heo thấy có con nó màu cam cam vàng vàng cô. Cái này nó sạch rồi ta. Có đủ mẹ này. Dạ cá heo này ăn ngon ha. Dạ. Mùa nước mới có hả chú? Trời này bán cá đồng nhiều quá. Rồi. Rồi bên đây còn mấy cô bán gì đây cô bác? Hấu rồi là rau cái loại nè. Giờ khu chợ quá sơn đi qua nơi có muốn này mình lấy bán lại hả cô? Mua bán lại. Thôi cho muốn tốt quá ha. Muốn ngon quá nè. Cái này là nhìn cái là hẹp cánh chua liền luôn. Không. Ba ba trong này tao có YouTuber lên quay cho muốn đâu nè. Thì là đợt hổm chưa có hả cô? Đi đọc mà hái nó bị lậu nè.
bởi vì nó lúng đồng hết trơn. Lúng đồng hết trơn luôn. Dạ. Quá trời đồng quá, nó lúng hết trơn. Giờ cắt ngắn lại bớt nữa hả cô? Cắt cho nó ngon. Đẹp ha. Dễ bán nó mau. Dạ. Không xong không? Vậy là bao nhiêu tiền một bó hả cô? 5.000. Muốn ngon nước luôn mà có 5.000 bó này cô bác chị. Ở đây là mua về bình luộc ăn cũng ngon đó ha. Mập lù, ra muốn đỏ. Không có đâu, muốn này giống chị. Giống chị. Đúng rồi. Dạ. Nó mập giống chị luôn. Nó mập á. Rồi chúc chị bán mau hết nha. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Vui vẻ. Dạ. Con gà hái có nhiêu đó ha. Đồ này con cá linh luôn ha. Cảm ơn cô, chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Dạ. Sáng chợ đi đây, đây luôn. Để qua bên đây cho mấy cô bán cá gì nha. Bên đây thì thấy có một cái sạp thì bán cá biển nè. Hello. Dạ qua. Bà đây thì bán cá đồng nè cô bác chị. Cá đồng mần gòi nha. Em thấy là có cá lòng tao. Các loại cá sặc, cá lóc, cá rô đủ hết luôn. Dạ. Dạ. Ủa bà, cái này là chắc bà bán theo cái mặt cân phải không bà? Một cái mặt cân như là bà bán bao nhiêu tiền hả bà? Dạ. Cá sặc thì 30, cá lóc thì 50 của bà chị. Bán theo mặt cân. Dạ. À. Mần rất là sạch sẽ nha. Cá này là chuyên ăn hết sảy luôn. Mà chiên ăn đỡ xương không? Con cảm ơn bà nhiều nha bà. Chúc bà bán đắt nha. Quá vui vẻ. Đây có cô bán chuối nè. Chuối già. Chuối già trái to quá chừng luôn rồi. Này chắc chuối già hương đó cô. Không phải sao? Dạ hương nhỏ. Nhỏ hả? Dạ. Rồi, hỏi con mua cái nãy chuối trái bự cũng dài dài nè. Ta nói chuối già hương. Dễ vậy, già hương đâu có bự. Già hương nhỏ nhỏ mà. Dạ. Rồi con cảm ơn nha chú. Chuối bình thường không có già hương. Đây có con cá linh nè. Rồi cá linh ở đây cũng còn nhỏ nhỏ hả con. Chưa có bự lắm nè. Cặp ở bên khu chợ cá này thì có một cái con sông á cô bác chị. Ở đây ghe đi nhiều chứ không thấy xà lan gì luôn.
Dạ lên YouTube mấy cô. Dạ của con là khám phá Vĩnh Long. Dạ không có quay rồi một lần rồi. Ôi cái này có cá này. Cái lăng không chú? Cái lăng. Quay lên ta được chết. Cái lăng con bự hơn nha. Hỏi có bán chăng không? Có bán chăng hả chú? Chăng rồi nữa. Dạ. Chú kêu hỏi cái cô bên đây có bán chăng không cái gì nè. Có bán chăng với theo 3 năm. Bán chăng. Dạ. Bán giò gà là 8 năm. Thịt heo là 3 năm. Rồi bây giờ là chuyển qua bán cá. Dạ. Ở đó có đồ gà 8 năm rồi, 12 kg. Đó đó, ở bển đó. Dạ, ở bển đó hả? À, dạ. Dạ. Cá này cá gì mà mình gần rồi nó bự quá con. Cá hiểu. Cá hiểu rồi cô bác anh chị. Rồi nè, mình có một luôn. Bên đây có tép. Tép bự bự luôn ha. Cái này kêu tép 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 gì hả chú? Tép đầu. Bự bự luôn ha. Con này bự bự luôn. Con chấm đắt. Rồi, bên kia chọc mấy cô anh kia chơi. Dùm heo. Chào cô. Quay YouTube hả? Dạ quay YouTube. Dạ cô còn bán dùm heo không cô? Dùm heo hết vốn rồi. Hết vốn luôn hả cô? Dạ. Quay làm gì nữa? Quay phái quay đưa lên coi. Quay lên đó xui ơi. Dạ. Sáng đem heo lên. Không có heo. Không có heo. Dạ. Quay quay làm gì? Làm YouTube á cô. YouTube phá lương nè. Dạ, lương nè. Lương đi. Ở cô gào ra giá quá trời luôn á. Lương nè 160 nè. 150 bán luôn. 150 bán luôn. Dạ. Cái lóc bữa nay rẻ rồi 40. Cái lóc rẻ 40. Từ ngày mà tôi qua YouTube tới giờ hai cái lóc lên thì giờ 40 à. Thì kỳ đó con. Dễ chứ vậy. Ừ. Thì không? 40 cái tặng cái. Trời ơi. Tại chợ Thổi Sơn. Dạ. Kè xuôi giới thiệu cá đồng ngay. Rồi cá đồng. Tao quay là biết thì giới thiệu gì nữa. Giới thiệu giá cả lên luôn con. Giới thiệu cả giá coi. Dạ. Để rẻ ra cho tao lên đài để nó mắc quá tao bắt mắt tao mình muốn được. À. Dạ hết đâu. Dạ. Nó nhắn lên lên cái mặt nó đẹp hết. Dạ. Đợi xong quay tròn. Quay tròn luôn. Dạ. Có. Dạ. 250 kg. Ờ mua 2 kg tặng ký. Mua 2 kg tặng ký. Tính tiền 3 kg không cô? Đúng rồi. Vậy đó bây giờ. Dạ. Mua 1 kg lương tặng ký nha. Tháng này là đồ đồng đây là nhất. Tháng này quá trời đồ đồng ha. Cái lóc nhỏ nhỏ nè, cá đồng. Cá đồng, lươn đồng không mà chứ. Ồ, có cá chạch nữa hả cô? Có cá chạch, cá chè. Cá chạch, cá chè. Quay rồi, lại quay nữa hả? Lâu rồi, mấy tháng trời rồi. Mấy tháng rồi. Lại thăm mấy cô, khỏe không? Ốc 30, 5kg là 5kg tặng ký. Ốc 30, 5kg tặng ký luôn. Tiền 6kg, lại cho thằng Sơn. Dạ. 30 ngàn ký nha cô bác chị. 5 ký tặng ký. Rồi tính tiền là 6 ký đúng không ha? Đúng không cô? Tính tiền 5 ký luôn. Dạ. Rồi sao? Cái gô mà ngồi kìa 40 ngàn ký. Dạ. Cái gô mà ngồi thì 40 ngàn ký luôn. 30 bán luôn. Mua mấy đầu gọi vô bán rẻ. Hàng chi? Hàng chi bán thịt heo lỗ quá trời giờ không bán nổi nữa. Qua bán cá luôn. Chợ tương rồi bán. Dạ. Nè nấu chua đây cá sống cũng mới mặn đó.
Có chú này bán trái cây nghe quá trời. Cái này nhiêu cái với chú? 50.000 ha, quýt ha. Hả? Mua chục ký tặng ký luôn. Dạ. À. Mua nho 5 ký tặng ký luôn. Ở đây là mua tặng nhiều lắm nha cô bác chị. Mua giết kìa, bán giết đứt chốn luôn. Hồng đủ đâu, cái lợi. Lấy luôn đi. Cô bác chị ở phòng 50 rồi. Trời ơi, chúc mấy cô bán đất nghe mấy cô chú. Dạ. Bên cái đường bên đây có một cái con đường hẻm nhỏ nè cô bác chị. Trời ơi, giờ đi quá trời đông luôn á. Dạ. Ăn bọc nhanh mà. Bánh tiên nhiễm. Dạ, lấy con qua đây, cái con qua đây đó. 5 bọc chanh. 5 bọc chanh tặng một bọc luôn hả bà? 5 bọc tặng 5 luôn. Dạ. Chanh nghe cô bác anh chị. Dạ. Đây, một bọc vậy là bao nhiêu tiền hả ba? 5.000. Một bọc vậy là 5.000 đồng. Chanh bự bự không mà cô bác chị. Đó. 5. Tuổi rồi còn bán. Dạ. Là chanh này mình lấy đi bán lại hay là mình trồng nhà bà? Trồng nhà. Dạ. Là bán chanh không mà cô bác anh chị. Đó. Mua 5 bọc tặng 5 bọc. Tính tiền 10 bọc. Phải không bà? Dạ, chứ tặng không mà lỗ à. Rồi, con chúc bà bán đất nha ba. Dạ. Ở đây cũng có bán xôi đó ba. Xôi chín. Xôi này là giống xôi gì vậy cô? Dạ. Xôi này là giống xôi gì vậy cô? Yeah. Con thấy nó là lạ so với bên đây. Dạ. Sò hòa lọc thì cô bán 40.000 một ký. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha cô. Đây cái chị bán cá lóc nha. Dạ chị. Ồ, cá lóc đồng hả chị? Đây đèn bông luôn ha. Cá chê đồng. Cảm ơn chị nha chị. Đây chị bán rau, củ, rẫy. Trước giờ bán hột vịt gà mà xa vịt so thành chú la quá trời. Bên đây thì bán hành tỏi á quá chị. Hành tỏi đẹp quá ta. Nhiều gan hành. Tỏi này là tỏi gì hả cô? Hả? Tỏi này ở đâu hả cô? Tỏi này hả? Dạ. Tỏi lấy Long Xuyên á, này mình không biết nó ở đâu. Đẹp quá ha, cũ này cũ ghê á. Ừ. Tỏi này là bao nhiêu tiền một ký hả cô? 27.000 đó không? Dạ. 27.000. Dạ, 27.000 đồng một ký. Dạ. Tỏi cô bán này 27.000. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Đây có chú bánh bánh đó nè. Ơi, qua bánh tôi là phải tốn tiền đó nha, chứ không phải như là ba cái tuổi dễ đâu nha. Vậy ha. Ô bánh này khó trời gì vậy ta? Giỡn hoài trời. Dạ, bánh này khó gì vậy ta? Trời khó bánh này. Trời. Không, bánh này có giá trị. Cái nào cay không? Không. Còn quá trời bánh luôn quá trời. Bánh này ở trên Đà Lạt hả chú? Vâng. Dân Đà Lạt muốn xuống rồi. Dạ, Đà Lạt mới xuống sao không thấy đội nón Đà Lạt ta? Sao nữa lại mua đi anh? Không có tiền mua nón Đà Lạt. Dạ. Yeah. Mua nón bảo vệ xài. Mua nón bảo vệ xài. Bán thường này không chú? Hả? Bán thường không hay là lâu? Bộ hỏi tôi luôn quay tôi hoài trời. À. Đúng rồi, với bộ hỏi chứ. Cái nào cũng 12.000. Ừ. Tiếng gì nữa không? Đây chú bán bánh rất là nhiều loại nha cô bác anh chị. Ai có ăn thì ghé đây, không biết chú bán thường không? Bữa nay đi mấy đi. Kế bên này thì bán bông nè. Ồ bà con hôm nay mua bông đông quá ta. Cúc lưới cái gì á không? Nè. Cái này đã đưa bà không chịu. Hay có bao lưới rồi nè. Cúc này là cúc gì cô? Cúc lưới. Cúc lưới. Dạ. Bữa nay ngày gì mà mấy cô mua bông dữ vậy? Ngày 29. Đúng hả? Cuối tháng ha. Chiều thì đi quay phim đó vậy. Dạ. Đi quay YouTube hả vậy? Dạ con quay YouTube. Trời quay đi. Đâu có ai đầu cự. Dạ cái gì
Dạ. Bịt mắt đây. Lên đại mà không chịu. Dài trước này thì là mấy cô bán quần áo là một số sạp à. Rồi là ở trước cái đường kia thì vắng rồi cô bác chị. Đó, từ mấy cái chỗ chị đó ba mấy chị đó đang đi á thì bà con bán dài ngược lại sau lưng em. À Sơm ơi, hôm qua bên khu bên kia thì hơi vắng, em sẽ đi đảo lại, mình đi về dài trong kia nha. Đó. Đây bà bánh cúc đắt quá trời luôn. Bao nhiêu một nhánh hả cô? Một nhánh bông 20 ngàn. Bên này thì bán bông đồ các loại, rất là nhiều loại đó. Qua chị đang cầm là qua gì đẹp quá vậy chị? Qua ly. Dạ. Qua ly với bách hợp hả chị? Dạ, hai loại mình chung một bó hả? Có tên là ly và bách hợp. À, ly và bách hợp. Thì là qua đó là nó hai hai tên là ly hoặc bách hợp cũng là nói nghe quá chị. Hai bầu trời rất là đẹp luôn, không còn âm u như mấy bữa trước nữa. Xanh nè. Mình sẽ quẹo lên đường này để mình đi lên khu vực nhà làm chợ nha. Chào cô. Dạ. Con hả? Con tên kênh của con là Khám Phá Vĩnh Long cô. Dạ đúng rồi. Cô bán cá với khô đây hả cô? Dạ. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Cỡ đồng quá. Dạ không, con làm YouTube á cô. YouTube á. Dạ. Cô bán đây lâu chưa cô? Mình ở đây lâu rồi, lâu đời rồi chú. Dạ, bữa nào cô cũng nhà đây bán hết trơn ha? Dạ, đây. Dạ, nhà cô ở đây luôn. Dạ. Đây. Dạ. Dạ, cô ở đây có khô cá lóc nữa cô bác chị. Dạ. Ở cái vùng này thấy bà con bán khô cá lóc nhiều quá ha. Sáng giờ là mấy gặp mấy cô bán khô cá lóc rồi đó. Khô cá lóc phải chết. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha cô. Chúc cô ngoan đất nghe. Tạm biệt cô. Mình sẽ đi dài dài tới trước chợ này, quay quán chạy xem. Trước này cặp vợ bà con đang đi rất là đông luôn. Đây, bên đây có cô bán bông điên điển nha. Bông điên điển, chào cô. Cái này mình lặt ra sẵn á cô. Thôi cô, bên đây đi. Dạ. Cái ghê vậy con? Không ăn quá. Trời ơi trời. Đang bị chi nã hả? Tội án gì mà chi nã chứ vậy? Dạ. Dạ. Quay em bé đi. Cô kia không biết có bị chi nã thiệt không mà nói đi. Cũng ớn quá. Dạ. Dạ. Đâu lại đâu lại cô nào dạ sư gia nè hai sư gia nè 40.000 ký này bữa nay cái lóc đồng ghẻ cái lóc nuôi ghẻ rồi dạ tại vì cái đồng nhiều cái nuôi ghẻ rồi cái đồng nhiều 40.000 dạ nó cười luôn sư gia ở đây nè trời ơi chị lên là mình nền đừng đưa con đó nó chi nã bên đông bên tây tứ hướng rồi dạ cái lóc này bữa nay có 40 mà tại giữa nghe dạ tại giữa tại đây khác ở đây là khác. Trời ơi nó mắc cỡ nó làm gì nó gặp tao quay trai quay cái nó mắc cỡ nó chọi tao hoài trời. Cái con này thiệt tình chứ. Thiệt tình á. Thì sao nữa? Thì sao nữa thì đâu biết đâu. Bây giờ muôn ký lương tặng ký hồng. Rồi. Có ai chưa tẩy chưa? Mày mày đúng rồi đó. Muôn ký lương tặng ký hồng rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Ốc kìa. Ốc hỏi đi trả lời. Hỏi trả lời. Muôn ký ốc tặng mấy ký lương cô? Vậy. Mua cái ốc tặng mấy ký lương. Ký cái lóc tặng cái ốc. Dạ yeah, không có tặng lương. Mua ốc không có tặng lương nha. Cái gì mua tiếp con coi vậy nè. Cái lóc bữa nay có 40 ngàn nè bà. Thiệt mua đi. Đi luôn rồi. Dạ.
quay chị suối kìa. Rồi quá. Cái chèn kìa, cái chặt kìa, nghe không ký? Quay chị suối đừng chữ lộn bà hả gì? Ông ra chữ lộn hoài, có chữ quay quay hoài. Không nhỏ nè, đại số giờ nhỏ đi kìa. Xui thiệt luôn hả cô? Xui, chữ lộn hoài hả cưng? Hai xui da bán kéo bên vui quá ta. Ở bên dâu rồi đó. Dạ. Đây con dâu hả? Dạ. Mẹ kêu kìa. Mẹ chồng kêu kìa chị ơi. Chợ bữa nào cũng đông vậy hả con? Chợ đông mà bán không được. Đi vậy, 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 vậy chứ bán không được ha. Ngộ ha. Dạ. Dạ. Ủa sao vậy con? Đây tới tháng 10 rồi. Năm nào nó cũng vậy chứ. Để đi mua cá lóc con, 40 ngàn ký à con. Đi luôn rồi. Rồi con chúc mấy cô bán đắt nha. Con đi dài dài tiếp nha. Dạ, đăng giá cá nữa. Dạ, cá lóc 40. Dạ. Rồi nhớ rồi con, cảm ơn con nha. Dạ, YouTube á, khám phá Vĩnh Long. Châu nữa hả cô? Vậy là con nhiều con trai dưới ta? Bốn người trai. Đây là con châu của cô đó nè. Bữa bán 600 cây số. Trời ơi. Ba anh chồng. Trời đất ơi. Bán 600 cây số mua đu ba cho. Có thiệt không chị? Cô nói có thiệt không? Vậy hả? Ông vậy giọng rồi thằng dâu của mình này sau này. Thằng dâu của mình sau này. Dạ, sau này á. Nhưng mà nó nói chừng nào nó chúng một đắc là cứ chú trai mình đi. Dạ, nào chúng mới cứ. Dạ. Đi luôn. Lên TV luôn. Mấy cô sáng vui vẻ quá, chúc mấy cô gì sức khỏe nha. Dạ. Mấy ngày tương là nghỉ hả cô? Quay à. Dạ, quay rồi. Không đi nghe. Dạ, bye bye mấy cô. Dạ. Nói chuyện với bà đó là nói chuyện sáng luôn hả? Cô bán cá quá vui vẻ luôn cô bác anh chị. Bữa nay buổi sáng cô bán đồ ăn sáng này hay gì nè. Bà kia. Chồng bán cháo trắng, cháo trắng hả chị? Dạ. Chồng này chị có bán cháo trắng trứng muối rồi nè cô bác anh chị. Cái này là mình bán về ăn với cơm đúng không chị? Hay là ăn với cháo ở đây? Cháo với cơm này. Dạ. Đây có cái món cá kho rồi nè cô chú chị, rồi tép ga gam rồi nè ha. Ồ cháo hấp dẫn quá vậy. Tôi xin cái chén khác rồi cho nó điệu cái chuyện gì đó. Bệnh này là bán cháo đậu đỏ phải không chị? À, cháo đậu đỏ, cháo dứa, bánh tằm xe. Dạ. Bánh tằm bên đây nè. Bánh tằm nữa. Wow. Bán cho em một hộp bánh tằm nha. Dạ, ví dụ như chị Tống này nó đi đập cũng có. Có. À, của chị có. Ở ngoài đường thì xe cộ đang đi vậy vậy rất là nhộn nhịp luôn cô bác chị. Con lấy nhiêu 120 ngàn bát ký hả? Bát ký này ăn với cháo cũng được đó hả chị? Muốn ăn gì ăn cưng. Dạ. Tầm. Này giống bánh tầm ngang dừa phải không chị? À, bánh tầm xe. Bánh tầm xe. Ừ. Dạ, là chị xe luôn hay là ai? Ừ, xe luôn ở nhà. À, dạ. Ồ, cái đó hình như ăn kèm có nước cốt nữa cô bác chị.
Ồ, cái gì cũng ăn kèm với nước dừa ha, cho nó béo ngon ha. Dạ. Rồi, làm cho em một hộp bánh tằm nha. Dạ. Rồi Thảm đi ngang dừa ăn bánh tằm cái ghiền luôn cô bác anh chị. Bây giờ đi thấy ai bán bánh tằm là muốn ăn à. Có 12 ngàn. Trời ơi, rẻ vậy ta. Bình dân luôn. Một hộp bánh tằm ở đây gì á, chị bán có giá 12 ngàn à, cô bác chị. Nhà chị ở đây luôn hả? Không, nhà chị bên đây chứ. Dạ, vậy là sáng mình mướn chỗ này mình bán. Rồi, cho em gửi tiền. Không có nước mắm rồi, cho đũa đó nè. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Chị ăn cái gì? Có chị. Mình đi cho bánh mì á phải không sư thầy? Dạ. Sư thầy đi phát bánh mì rồi thầy mình có bán anh chị. Tốt quá ha. Quá giờ nhảy nè. Cái chim phi. Đâu nhảy ra ngoài luôn rồi. Ờ. Ừ. Dạ, thú suốt vô trong rồi. Bà bán cao. Hay bà có cao. Dạ. Rồi cho bán bánh rồi các loại quá trời luôn nè. Cho con quay bánh nghe cô. Dạ. Rồi, cái này xôi vị nè cô bác anh chị. Dạ. Cái này là bánh da lợn. Ủa bánh này là bánh gì hả cô? Bánh ít dầm. Bánh ít dầm ha. Dạ. Cô bán bánh không ha? Bánh. Dạ. Cô bán một hộp bánh chuối này đi cô. Dạ. Bánh trái này bán rẻ quá trời á. Quay rồi mua luôn. Dạ. Chạy ở đây chạy. Để con lấy thêm cái gì nó đi cô. Dạ. Cho chạy. Dạ đúng rồi. Lấy bọc trà gì? Dạ lấy gì cũng được. Rồi con cảm ơn cô. Rồi chúc cô mua bán đắt nha cô. Bên đây thì có cô này bán cá biển các loại nè. Chào cô bán cá biển.
Dạ. Dạ. Quay lên YouTube. Bán trứng được không anh? Dạ. Đây, trứng vịt lạc này của bác chị 35.000 đồng một chục. Một chục. Trứng rửa sạch sẽ luôn. Rất là đẹp. Cái phòng vấn đi. Dạ. Bên mình thì có chị bán đậu hũ. Đậu hũ chiên rồi với đậu hũ non nè. Đồ chai á. Đây là bánh ướt Hà Nội anh này. Bánh ướt Hà Nội hả anh? Dạ. Đây là mình ở ngoài Hà Nội, mình đem vô đây Hà Nội vô đây làm. Dạ, Hà Nội vô đây làm. Đem bằng máy bay vô hả chú? Đúng rồi, đi máy bay mới kẹp chứ. Cái nữa là chả chả lụa. Chả lụa bánh nướng này mình ăn kẹp với chả lụa ha. Rất chả lụa. Còn cái này là cái miếng gì ha? Chả chiên. Chả chiên. Wow, bự quá ha. Này của bác anh chị. Này có ăn bánh nước cho lụa ghé anh đây nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Đến chú móc cua đập chai. Chú móc cua. Chuyên cua đồng. Chiên cua đồng. Rồi chú là chiên đi bắt cua luôn hả chú? Cua đồng Bắc Kinh. Cua đồng Bắc Kinh nha. À, rồi. Cua đồng Bắc Kinh. Bắc Kinh dạ. Mình phải nói là cua Bắc Kinh chú ơi, đừng có để cua đồng nghe nó có chữ đồng vô rồi nó không có sang không. À, cua Bắc Kinh, đó. Bắc ở dưới kinh đó. Dạ. Bự bự luôn mà ha. Cua vậy là mình bán bao nhiêu tiền một ký hả chú? Cỡ này có 50 à. Dạ. Cỡ hộp có giá là 70, cỡ này nhiều có 50. Vậy là lúc này là nhiều quá rồi, bớt giá không có giá không hả chú? Chú ở đây bán cua 50. Ai có ăn cua ghé chú nha. À. Rồi cảm ơn chú. Dạ ngày mai anh. Dạ ngày mai sáng 7 giờ rưỡi là có phát. Dạ con là YouTube khám phá Vĩnh Long chú. Dạ khám phá Vĩnh Long. Dạ 7 giờ rưỡi. Mời em nhìn cái truyền hình nha, theo đây thôi. Ờ đó. Nhìn cái truyền hình ra dữ vậy chú. Xem cái điện thoại được rồi. Dạ. Rồi chú vui vẻ quá. Rồi chú ăn bánh nhiều không chú? Chú hả? Này con gửi chú hộp bánh ăn với con thấy hả chơi. Thôi để. Chú không ấy. Dạ rồi, con cảm ơn chú về đây chú. Đây, con mua bánh, bánh lũ củ vậy đó hả? Dạ mua bánh à. Con tại con thích ăn bánh lắm. Ủng hộ hả? Dạ ủng hộ rồi mình ăn luôn. Bia bọt thì mời chú. Bia bọt thì được ha. Dạ. Dạ. Chú phải uống bia hay uống rượu chú? Dạ, rượu giờ độc hại quá hả gì chú? Dạ. Chú nhỏ giờ uống rượu. Dạ. Chạo. Nó nhạo đó chứ hồi nó bia thì uống hai lon liền ba đầu rồi nó chết. Dạ. Nó nổ nó kè chứ. Vậy hả chú? Dạ. Nổ kè quá trời hả chú? Ai à, chú không đi nghe chú giúp chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Ba mới đẹp vậy. Dạ. Cô bán gương sen. Chào cô. Dạ. Em quay gương sen nghe cô. À. Cái này là mình trồng ở nhà đem ra bán hả cô? Trồng nhà. Dạ. Gương sen bự bự không ha? Cái hộp rất là to là cô bác chị. Hộp to là sen già, hộp vừa là sen vừa ăn, hộp mấy là non. Vậy hả cô, vậy là phân ra nhiều loại ha. Ba loại. Dạ, ba loại. Sen già, sen vừa, sen non cô bác anh chị. Cô vừa lộn mà vừa ấy luôn. Cảm ơn cô gì nha cô. Chào cô. Cái bà thì có cô bán cá. Ồ bên này bán trái cây quá trời luôn nè. Chào mấy cô. Dạ. Sữa đậu nành nóng hỏi vừa hỏi vô. Sữa đậu nành hả cô? Ba bọc 10.000 đó chào. Đây cô bán sữa đậu nành nè. Ba bọc 10.000 nóng hỏi luôn ha. Dạ.
dạ. Quay lên mạng á. Dạ. Đó em 15. Quay có ai tên gì? Dạ của con là Khám Phá Vĩnh Long cô. Dạ. À, chỗ đây là có dạ. 15.000. Sao chị? Đó là lá mối đó. Dạ. Lá mối hả cô? Ăn chị bệnh. Lá mối với hoa xương sâm nha. Cái này ăn chị bệnh gì cô? Đúng rồi đó. Ăn chị bệnh gì? Chị bệnh mát gan. Mát gan ha. Mát gan bổ thận không cô? Dạ. Rồi cô cảm ơn cô, chúc cô bán rác nha cô. Dạ. Mùa này thì đi chợ thấy Hường hay bán quýt này lắm nè cô bác anh chị. Quýt này là của cô luôn hả cô? Đúng rồi, quýt Thái đó. Quýt Thái. Quýt Thái này là bao nhiêu tiền một ký á cô? Dạ. Đây quýt Thái cô bán 40.000 ký. Cô lấy cho con 1 ký quýt Thái nha. Rồi. Dạ. Ơi. Dạ cô lựa giùm đi, lựa trái nào mà ngọt á nha. Bữa nay ngọt rồi. Bữa nay ngọt rồi hả? Đúng rồi. Bữa hổm nào chua hả cô? Bữa hổm hơi chua. Bữa hổm đầu mùa. À, đầu mùa thì nó hơi chua. Vô mùa rồi nó ngọt ha. Rồi quýt luôn. Trong trái nho đó rồi chưa? Cô này bán trái cây nhiều lắm nè. Cái trong thì có thanh long, cái này xoài, cái này có dưa hấu, có các mặt nữa nè. Đỏ quá ha. Cô cười xoài non hả cô? Về làm nước mắm hả? Xoài này nó không có chua không? Dạ. Nó bằng xoài xoài keo mà nó cốc cốc chứ chứ phải không? Dạ. Xoài keo. Là Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Cô cân nho cho cô này chưa kìa? Dạ. Con cho cô kia trước đi. Dạ. Em cũng qua An Giang quay hoài chứ gì? Cái tên của nó á. Dạ. Cái tên thương hiệu thôi. Đúng rồi. Không anh chơi. Con gửi đây đi xíu con lại lấy ha. Dạ. Hai đi quay quay gì kiểu này tốn tiền mua đồ à, ăn như nào chứ hết. Đi quay gì chứ tiền không đó. Đúng đó hả? Ờ, tháng được 19 triệu. Dạ mười mấy lận. Dạ. 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 Đây xe không hết mẹ đâu. Dạ. Chị này hay ta. Dạ. Xe với nhà trọ đồ nữa. Mở chắc ra luôn. Đồ ngủ này quá đi. Dạ có luôn. Xấu đẹp gì cũng quay, ai làm gì cũng quay. Chỉ có mấy người hiếu nợ là không dám quay. Không quay quá. Quay hiếu nợ người ta không cho quay. Nãy anh em cho quay hả? Anh chốt không được hả? Dạ đúng rồi. Bà đang bào xả rất là điêu luyện các cô bác chị. Bà bào xả hôm nay bao nhiêu năm bà? Mấy năm rồi vậy? 2 năm à. Mới 2 năm rồi ha. Xã này bào ra nguyên chất hay quá chị? Rồi, bào ra nguyên chất bán luôn. À. Không pha, không trộn gì hết. Trộn à. Ớt thôi. Đẹp ha. Xã đẹp quá ha. Xã đẹp không? À. Vậy là mình bán 110g lận với tiền hả bà? Vậy là 1.000. À, vậy là mình ra bọc mình bán chứ không bán 1 ký 110g ha. Đây, bà ở đây có ra bọc nhỏ nhỏ nè cô bác chị. Một bọc thì bà bán có 1.000 đồng nè. À, khá là rẻ luôn á. Rồi cho em chúng nó không lại gì để tôi đăng ký cho, tôi sách cho. Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Rồi đổi qua kênh An Giang luôn mới được. Dạ. Dạ. Cô có giống mình không á không cô? À. Gặp không gặp tôi tim cho. Dạ. Mai mới gặp nghe cô. Mai mới gặp phải không? Dạ đúng rồi. Wow. 1.000 đồng bọc ra. Dạ, 1.000 đồng một bọc. Thôi mình không treo lên đây nè cô, cho lủng lẳng cho người ta thấy cô. Quen rồi, bán quen rồi ha. Dạ. Rồi, con chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Cái khu vực dài phía trước ở bên đây thì là mấy cô chú ở đây bán những cái sạp rau củ của bác anh chị ơi.
Dạ. Gặp ở trên YouTube con. YouTube của con là Khám Phá Vĩnh Long. Chứ không phải trên truyền hình. Dạ không. Truyền hình là mình phải làm trong đó mới là ấy được. Rồi. Cho một miếng hành. Trời, ở đây bán ha. Đặng đồ đồ quá trời á. Tươi ngon quá nè, quá anh chị. Con chúc mấy bà ở đây nhiều sức khỏe, mong ăn bán đất nha. Dạ. Trước này thì có tới chia thành mấy đường đi lần ha. Đường hướng bên đây nè cô bác anh chị, cũng còn là khu chợ cá nè. Đường đi thẳng là đi vô trong nhà lầu. Đường này quẹo qua phía trước. Wow. Thấy đường nằm tấp nằm xe cộ á. Quá đi. Nãy giờ mình cũng đi xem cá theo khu chợ ra rồi. Mình sẽ quấn cái vòng đi. Cô bán củ ấu rồi nè. Chào mấy cô. Này ấu sống hay ấu chín cô? Ấu chín, ấu sống. Dạ hai loại luôn đó ha. Dạ. Ấu lột luôn. Ấu lột này là chín chưa cô? Chưa. Dạ. Này cô bán ấu nè. Rồi. Bán ấu hả? Cô bán cá. Dạ. Ấu vậy là bao nhiêu tiền một ký hả cô? Ấu sống 20. Dạ, ấu sống. Ấu này nè, 20, ấu này 15. Dạ, vậy là ấu chín rồi chứ. Ấu này ấu chín rồi nè, 20. Dạ. Còn ấu sống thì 15.000 đồng một ký á. Dạ. Dạ. Đó. Cá chị ơi, cá hay chị, rắn nào chị? Cá luôn. Cá đồng chị. Cá đồng không hả cô? Cá đồng không mà, chị bán cá đồng mà. Dạ. Wow. Cái này mình ấy đang quay lên cho tiếng hả hay gì cưng? Hay là quay lên mạng? Quay lên mạng á cô. Chị hả, quay lên mạng nha. Dạ. Rồi, cá lóc. Cô này làm gì mà nhiều cá với cô? Xịt cái cưng. Dạ đi xịt ha. Còn ở mấy cái cạnh bình khác thì người ta đẩy cô. Ờ, đẩy cô mới rồi, mỗi ngày mình xịt vừa xịt cái. Dạ. Cô dạ. Trời, cô cảm ơn mấy cô nhiều nha mấy cô. Chúc mấy cô nhiều sức khỏe. Dạ. Bên này có bà bán gao nè. Gao chuối. Gao chuối. Đến 16 ngàn. Ở đây có gạo đây, nó là cô bác anh vậy. Gạo đây nè, gạo đấu với gạch cua. Bán gì cũng quay lên hết trơn hả con? Dạ. Thì có mấy nãy chú dây chỏi cô. Đây có chị bán bánh thịt nữa, con bánh hả con? Dạ. Mua về cho mấy đứa nhóc ha. Rồi, cảm ơn cô nghe cô. Vô cái lối này là khu vực chợ thịt nha cô bác anh chị. Dạ cho mấy bà con bán chiếc hộp rồi. Trời ơi, sáng cậu nhóc chợ đứng đái luôn kìa. Đi lái quay vòng vòng.
tiểu quay vòng vòng không? Đây có sạp khô nè, sạp khô các loại rất là nhiều. Rồi, hello. Sáng đi chợ cái gì con? Dạ con ăn ba con. Dạ ba bán phụ cái gì? Giỏi vậy ta. Ba con bán gì? Khô. Khô đây hả? Ờ. Giỏi nha. Tôi đi nha. Trên đây á thì là những cái sạp bán quần áo của bác anh chị ơi. Hả? Quay thì mình mở lên cái chế độ quay phim á, rồi mình nhấn nút quay thôi. Thôi đâu biết đâu. Vậy hả? Còn muốn coi á thì lên YouTube. YouTube của chú là Khám Phá Vĩnh Long. Rồi chú đi nha. Như là cái nhà lồng này là nhà lồng bách hóa. Bên đây thì mấy cô bán giày dép nè. Dép 35.000 đồng một đôi, ba đôi 100 luôn. Chào mấy cô. Sáng ăn bánh mì hả bà? Bà ăn bánh không bà? Không con ơi. Bà bán cà na. Rồi con cảm ơn cô. Chợ khá là rộng lớn nha. Ở đây có một cái đường nữa nè. Dài vô con đường này thì bà con bán cũng rất là nhiều gian hàng bán luôn đây. Nhưng mà buổi sáng thì đi chợ thấy tuyến đường này cũng hơi vắng. Đây nguyên cái dãy này thì mấy cô bác bán rau củ với trái cây. Đây chú này cô bán sạp chuối nha. Chuối già nè, chuối sim, chuối cao, đủ các loại chuối hết. Chuối rau hết vậy chị. Chú này chuối gì mà trái bự quá vậy cô? Đó chuối bơm em. Chuối bơm ha. Dạ. Đây là chuối bơm các bác chị. Trái nó sẽ bự hơn chuối cao rất là nhiều. Chuối cao cái bên nhỏ nhỏ. Dạ. Cái nào vậy? 10.000 chị. 8 thôi. 10 chị. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Rồi, nói chuyện bên đây có cô này bán mía nè, bán trái cây với mía. Mía này mía gì mà nó dài quá vậy chị? Tại mía này không phải là mía ngắn. Dạ không phải mía ngắn hả? Dạ, giờ là mía dài. Mía này mía dài không phải mía ngắn. Dạ hay chứ. Hay không? Dạ giờ là đang cắt lại cho nó đều hả? Dạ. Mấy này là không phải để xay nước uống đâu đúng không? Đúng rồi, mấy này để ăn thôi. Dạ, để ăn. Mấy nhà chồng thôi. Mấy chị chồng đúng không hả? Đang quay chị em thì có hồi. Dạ. Trời đất ơi. Quay mía với trái cây rồi nè. Hay quá. Dạ. Sáng giờ ở đây bán được không chị? Ngại quá hả? Dạ. Chị ăn bánh không? Thôi, mua rồi, ăn rồi. Mua luôn rồi, dạ. Rồi vậy thôi, chúc chị bán đắt nha chị. Cảm ơn. Dạ. Khu vực ở phía bên trong bên đây cũng là khu nhà lồng chợ bách hóa luôn. Và đó bán quần áo. Mấy ngoài này mấy cô bán cái cây với rau. Bà con đi cũng tay ga tới trưa hoài cũng đông hát quá chị. Sớm giờ là những chợ khác là giờ này chắc cũng 8 giờ mấy rồi cũng hơi vắng rồi, trời vẫn còn rất là đông. Dạ cảm ơn ba nhé. Bây giờ tới giờ mình
dược, ở bên trong đây là những cái tiệm bạc à. Rất là nhiều tiệm bạc luôn cô bác anh chị. Tiệm bạc Mỹ Duy. Chị mấy cô. Dạ. mua cho em mua mấy hàng đi, mua chè mua bánh canh nè, bánh me, dạ. Bánh me rồi, bánh me với mày, đây mày này của chú anh chị, cái mày đó còn đó me, này là me mình me dốt mình lột ra đó ha, lột ra, dạ. Cái này là me thái hay là me chua? Me chua, me thái ngoài, dạ me thái ngoài, đây thái, này hai loại hả ba? Hai loại, loại lớn và nhỏ, lớn và nhỏ ha. Rồi quay có mua mấy hàng gì không? Bà chưa bán món hàng luôn hả? Sáng giờ chưa bán luôn chưa hả? Chưa bán đồng nào hết trơn á. Dạ, mây này bán sao bà? À, cái này 80 ngàn ký à? 80 ngàn một ký. À. Dạ, còn me bà? Cái này là 100, cái này 80. Dạ, này là 100, cái này 80. Rồi. Con tiếp bà một chùm mây này đi nha. Rồi. Dạ. Rồi dạ. Rồi cái mây này đâm ta? Rồi, 40 à. Dạ. Nè, để này, uống cái này. Để ăn cái này. Mày ngon lắm. Mày chết mẹ. Dạ, mây này là ở đây luôn hay là mình lấy đâu vậy? Tân trong trên tỉnh biên. Dạ, chứ ở đây mình đâu có trồng mây được hả bà? Không, không, ở đây dễ gì. Ở đây thì có hút nốt ha. À. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, con cảm ơn mấy bà mấy cô ở đây luôn. Chúc mấy bà mấy cô mua mai bán đắt nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Rồi, con đi luôn. Rồi, bye bye. Dạ, bye bye. Cô này thì bán quần áo thôi cô bác chị, em sẽ đi dài dài tới phía trước mình xem bà con bán gì nha. Rồi tới phía trước này thì đụng một cái nhà lồng, cái nóc màu xanh xanh. Wow, trước cuộc trời này cũng khá là nhộn nhịp cô bác anh chị. Ở đây có bán những cái quán ăn, quán nước nè. Em sẽ đi tìm một cái quán nào mà mời quá thì mình cùng ăn sáng nha em nha. Sáng giờ là bắt đầu quay clip cũng chưa có ăn uống gì hết. Bên đây đầu cùng bán quán nước ha. Cà phê. Chào mấy cô mấy bà. Dạ. Dạ đúng rồi. Sáng giờ bà bán được không? Dạ. Tôi chúc bà bán đắt nha bà. Dạ. Ở đây là mình bán nước không hả bà? Đâu có bán đồ ăn sáng hả? Đâu, hay bán nước mía, cà phê. Nước mía, cà phê, đồ ăn trà đường. Bên dạ. Đó là bán bún cua, bên đây là cơm. Dạ, bà làm cho con một ly trà đường xách đi nha bà. Rồi, có liền. Dạ. Bà ở đây thì bán nước, đồ ăn thì bán dài bên mé bên kia. Dạ. Rồi, từ chợ này bán đồ ăn sáng á. Quá sớm quá chị ơi. Bà con nói cười gọn gã luôn. Đây, còn bà con trên đường nha. Khá là to ha. Bà bán đây lâu chưa bà? Mười mấy 20 năm nay rồi. Dạ. Ở đây sống dài dài chứ mấy chục năm con rồi. Dạ. Ở đây con nghe nhầm người ta nói tiếng lạ lạ là ở như ở miền ngoài vô ở đây hả? Ờ, hả đúng bà? Rồi. Chứ ở đây là người Việt mình đúng là ở đây là ở miền không à. Sống mấy chục năm ở đây không. Dạ. Thì bằng hai bán cũng 15 16 năm rồi. Dạ. Còn đó là 3 40 năm đủ lên đó. Chợ mình là ở đây là bà thấy người ở miền ngoài vô đây nhiều không bà? Cũng không có nhiều. Ở đây thì dần dần đây cũng không có nhiều không? Dạ. Nói chung như mấy người bên đó, người Bắc rồi đó, người ta mướn nhà rồi đó. Dạ. Lạ lạ lạ. Dạ. Mấy người đó là mới bán này 5-2 năm nay thôi. Dạ. Còn như vậy này là đó, cụ già đó đó. Dạ. Mấy chục năm rồi đó. Cố cụ quá trời ơi này mình đó ha. Dạ. 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 Đó là cụ già, mà cụ ở đây bán cuốn lâu lắm, nó nặng quá chị. Dạ. Để hồi mình qua mình coi bà bán món gì bên đó nha. Của con như tiền nha bà. Dạ. Trời ơi, đi mà khách lộn khủng đủ khủng gì đó. Dạ. Ủng hộ đó phải không?
Dạ vừa ủng hộ mà vừa có ăn luôn mà. Rồi hai cảm ơn con. Rồi con cảm ơn bà. Dạ. Đó đi qua mình chắc rồi đó. Dạ. Quá trời nhộn nhịp rồi. Rồi bà món cái gì nha. Bà đang ghi cái gì nè. Ơi. Bà bán món gì vậy bà? Con chào bà nha. Dạ bà bán món gì vậy bà? Bánh nước, bánh hỏi. Vậy hả? Cho con một dĩa bánh nước nha. Rồi, con ngồi đâu? Con ngồi đây nè, được không? Được. Dạ. Dạ. Bà bán đây lâu chưa bà? Dạ. Bà ngồi nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Bánh nước hả? Dạ, ăn bánh nước mà. Dạ. Bán 50-60 năm luôn rồi. Dạ. Vậy là bà bán quá lâu đời ở chợ này rồi. Chợ trăm mình ra chợ này. Dạ, hồi xưa là chợ cũ ở đâu bà? Chợ cũ với công viên. Với công viên. Dạ. Rồi chợ trên đây là giờ lên đây lâu chưa bà? Chợ ở đây cũng mấy năm rồi. Mấy năm mà hả bà? Dạ. Đây, bà bán bánh ướt. Rồi bánh tằm. Rồi bún mì nữa á bà. Bún mì đủ á. Đủ rồi. Bún hỏi. Dạ. Bún ăn gì chú anh ơi. Dạ đây là bữa nào cũng nhộn nhịp vậy trơn hả bà? Tới mấy giờ mới nghỉ hả bà? 10 giờ. 10 giờ, dạ. Thường là bà bán bao nhiêu tiền một dĩa vậy bà? 20. Dạ. Đây, bà bán thường là một dĩa như vậy 20.000 đồng. Mấy chung cho con và ba bèo. Rồi con bình dân cho bán anh chị. Bà bán anh chị mình hướng cho em nha. Ừ, giá là định đây tôi leo. Giờ xem cái gì bên nước bà có những gì nha cô bác anh chị. Đầu tiên là em thấy có một cái lớp đậu phộng ở trên mặt này. Rất là đây là chả nè. Chả quế nha. Lên tàn hình hả cô? Lên tàn hình mới được chứ không có lên truyền hình. Dạ. Lên làm cái là mình tàn hình luôn á. Dạ. Đó. Người mẫu bán bánh nước ha. Dạ. Dạ cô phụ bà ở đây đó phải không cô? Phụ bà tiếp bà. Dạ. Chứ mình bà bán sao kịp. Dạ. Lâu rồi mấy năm rồi. Dạ. Đây đây có giá nè cô bác chị, giá với dưa leo sắc sợi nè, rồi với rau thơm sắc nhuyễn nè, với miếng ớt nè ha, rồi dưới này là một cái lớp hành phi đó, hành phi tỏi phi gì đó, rồi dưới này là bánh ướt, giờ em sẽ trộn lên cho nó đều. Nãy bà là chan nước mắm cho mình luôn rồi đó. Rồi cái này quên nữa, có hình hình nướng đó cô bác anh chị. Nướng nữa nè. Rồi để đi con bé. Mời cô bác anh chị mình cũng thưởng thức với em nha. Đó. Em xin phép là tạm gác máy thưởng thức hết cái dĩa bánh này rồi đi quay một vòng tiếp tục cho cô bác anh chị mình xem cảnh chợ đây nha. Đó. Đi qua hậu đậu 6 lần rồi đó. Vậy hả chú? Đi thi qua hậu đậu 6 lần luôn rồi. Lúc ngoài coi rồi đó mà bà không chịu đó. Không chịu. Không chịu rồi. 6 lần còn lần. Sao vô ngoại sao không chịu vô ngoại. Đi gắt cứu quả bà không chịu đó. Dạ. Ai cái này không chịu không? Sao không? Ngoại gắt bán nha con. Còn có 6 lần nữa đó. Còn trả lời. Ai lần này có khác nè. Dạ. Động này khác. Dạ. Này có cái bánh gì ngộ lắm nè cô bác anh chị. Cái bánh này cú mà là bánh gì không ngoại? Bánh con sùng. Con sùng hả ngoại? Ừ. Dạ. Dạ. Lại ghê luôn á cô bác chị. Thôi mình đi nha cô bác chị. Thì sau khi hưởng thức xong tô cái dĩa của ngoại rồi. Rồi mời cô bác chị mình cùng đi tham quan chợ tiếp tục với em. Dạ, đi em. Đi nha anh ơi. Dạ.
đúng. Của con là khám phá Vĩnh Long chú. Dạ. Về bác anh coi khúc ngoại ha. Coi bà ngoại à, không có ai hết trơn á. Dạ. Bác coi bà ngoại Hường à. Dạ. Bà ngoại Hường người ta được kiều coi rồi đó mà bác không chịu đó. Dạ. Ở nước ngoài ta coi hai người rồi đó mà bác không chịu á. Hai người coi ngoại rồi đó. Ừ. Để bà bác mới nước mới cầm. Dạ. Giờ lớn tuổi thì đâu có ham nữa ngoài. Bà ngoại có 78 à. Dạ. 78 tuổi. À, bà ngoại có 78 tuổi à. Dạ. Bạn ấy 80 tuổi về hưu được rồi ngoại ơi. À, dạ. Bà ngoại mới nói chừng nào bà lấy chồng mới về hưu. Lấy chồng mới về hưu. Vậy là mấy mấy bác mấy ông nào á là đây rước ngoại cho ngoại về hưu luôn không? Rồi đi tiếp nha. Dạ. Chịu dạ. Cô bán cơm tấm này nè cô bác chị. Đây nghe mấy cô. Có ngoài. Dạ, đi gã nước ngoài luôn. Quay ở đây hết đi thằng nào mà có cô nào ế đây không? Dạ. Đây ế bầm lâu. Đang ế bầm lâu luôn. Dạ. Hàng chất lượng. Lâu mày. Hàng Việt Nam chất lượng. Hàng Việt Nam chất lượng cao á. Đi cùng với chị trời đi. Dạ. Ừ. Rồi. Quay gì vậy bà đậu? Để con làm YouTube con, được đưa lên mạng vậy đó. Làm YouTube gì đó, quay mấy cái cảnh đồng quê, xong quay mấy người nghèo đi quay mấy người này làm gì? Ai cũng quay hết trơn á, mà tùy duyên thôi à. Để mình kế dập người này người kia á. Ừ, đúng rồi. Dạ, cái con cũng đâu biết mấy cô vào đâu. Dạ. Rồi, con chúc mấy cô buổi sáng vui vẻ nha. Rồi. Dạ. À, cái dãy mà ở bên hông nhà lòng chợ sáng thì ở đây bà con bán bánh á cô bác anh chị. Trước này có bán một số bánh nè, rồi ở sau lưng em cũng có bán bánh là nhiều lắm nè. Bên đây thì là tiệm bạc đó nè. Đây bên đây có bà bán bánh rất là nhiều nè nha. Bánh hết tròn. Cho con xin quay bánh nha ba. Thế gì mà bán được không ba? Thấy gì mà bán được không? Bán lại ngay con. Dạ. Cái này là bánh tầm khoai mì hả bà? À. Dạ. À, bánh tầm khoai mì quá chị. Cái này là bánh bò. Ngon quá ha. Bà làm nhà hả bà? Dạ. Quá trời bánh luôn. Ở đây có bánh bèo nữa nè. Bánh bèo nhân đậu xanh. À. Cảm ơn bà nhiều nha bà. Khá là tấp nập xe cộ nha cô bác anh chị. Ồ, ở đây có vẻ cái hũ đường hốt nốt nè. Vàng hẻo luôn. Đây là mạnh đúc. Quá trời luôn. Dạ, cái gian hàng bán bánh với nước rồi quá trời luôn á. Cái gì? Ở đây không có nước dừa, cái đó là nước chân. Trên ấy là cái quán bán đồ ăn sáng ở trên. Đây cái bánh nóng với khô. Trước này cái chỗ này nè thì có một cái bãi dưới xe nha cô bác anh chị. Ai mà mình có đi xe mình có thể đến đây gửi xe gắn máy. Đây là cái điểm gửi xe trước chợ. Chào chú. Mẹ chú. Ở đây thì là đường có tên là Lê Hồng Thông nha cô bác anh chị. Bây giờ ở đây thì là những cái quán nước. Đây ngay góc đường là mình sẽ giáp với đường Lý Tự Trọng bên đây. Đường đi thẳng này là Lê Hồng Phong. Bên kia thì thấy có sạp bán trái cây kìa.
trái cây đồ các loại à. Quá đẹp. Khu vực này là mặt trước của chợ nè cô bác anh chị. Khá là đông xe cộ luôn nè. Đây bên đây có bà bánh đồng chí chị bánh nữa ha. Đây con chào ba. Sáng giờ bán bánh được không ba? Đắt. Bán đắt ha. Dạ, quá mừng luôn. Đây, cho con quay bánh đi nha. Bánh xèo này cô bác anh chị. À, đây là bánh hộp hả bà? Yeah. Ồ mà mình bán bao nhiêu tiền một hộp vậy hả bà? 30.000. Là bánh xèo bánh hộp cũng vậy hả bà? Bánh xèo 30.000 hộp. À dạ, vậy là 15.000 đồng một cái ha. Dạ. Đây, bánh ngọt thì 10.000 đồng. Bà bán con hộp bánh ngọt hả bà? Ăn ở đây ha, đem đi. Dạ đem đi. Rồi. Trên đây có chuối chiên nữa nè. Đây là của bà hết luôn hả? Dạ. Bà với chị đó bán chung hả bà? Bán chung. Dạ. Cho đồ đũa gì bác? Cho em quay chuối cái nha chị. Chuối nướng nè cô bác anh chị. Chuối quấn nếp nướng. Cái bánh tròn tròn là bánh gì vậy chị? Bánh khoai mì. Bánh khoai mì nướng ha. Có lớp mè nữa nè. Ở đây là nướng rồi nè. Chín rồi nè. Rất là ngon ha cô bác anh chị. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha chị. Ở đây mình lấy hộp bánh thọt. Rồi, cảm ơn bạn mà. Dạ. Ở đây có chị bán xôi nữa nè. Xôi than. Đó, hướng này là mình đi hẳn là đi vô cái khu chợ và bán đồ ăn sáng ha, cô bác chị. Với một số quán nước ha. Ở đây khá rộng, đường xá thì khá là nhiều. Sao cô? Chợ lớn hả cô? Dạ. Wow. Dạ. Sáng giờ cô bán đây được không cô? Được, hai ngày nổi tiếng bán được. Dạ. Đây, cô bán em nướng nha, cô bán thì rất là thơm ngon luôn nè. Cô bán đây lâu chưa cô? 5 rồi. 1 năm ha. Dạ. Dạ, vậy là cô có bán đặt cho đám cưới đám hỏi luôn. Có, ai đặt là mình nướng cho anh ta. Dạ. Đây, quá hấp dẫn luôn, hay quá chị. Nướng cái này thì cực là cái công chở hoài luôn đúng không cô? Chở hoài, không chở hai cháy lên mà nó là có kỹ thuật nữa. Dạ. Cái này kỹ thuật cùng một cái men mà nướng không kỹ thuật là không ăn bằng ha. Dạ, vậy là nướng cái này là phải có kỹ thuật. Đúng rồi, cùng một cái men nhưng mà một người khác ăn được khác thì nướng. Dạ. Trời. Mỗi người nướng có một cái kiểu ăn khác ha. Dạ. Đây cô là bán bao nhiêu tiền một cây hả cô? 10.000. 10.000. Ăn bao ngon. Dạ, cô bán con cây nha cô. Dạ. 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 Dạ, thầy cô quấn lá chuối rồi lại nhìn rất là ngon ha cô bác chị. Em nướng một cây có 10.000 thôi. Lá chuối lá tự nhiên là ngon đó. Sao cô? Lá chuối lá tự nhiên mình quấn nó mới là ngon. À, lá chuối tự nhiên quấn nướng rất là ngon. Thơm ngon đó. Dạ. Còn như mình quấn các cái khác nó không có bằng đâu. Dạ. Cái này là mình để tới chiều ăn được không cô? Được. Dạ. Thoải mái luôn. Dạ. Bác sĩ rồi mua đây luôn đó. Dạ. Và bác sĩ nghe là mình nghe cái đường này mình chính ra mà thấy là dạ. Nghe bác sĩ nghe. Dạ. Và mua hàng đặt hàng đây ăn không? Dạ. Cô Hường ở đây bán tới mấy giờ cô về cô? 11 giờ. 11 giờ. Dạ. Sáng là 6 giờ chắc cô có ra đây bán rồi hả? 5 giờ có mặt ở đây còn bếp này kia còn 6 giờ cái nướng được bay đồ ra đồ vô nữa. Dạ. Khi khơi mà nướng được đâu rồi cái bếp hang cái bếp nhiều quá không được cái thịt thành hang luôn. Dạ. Đây cô bán nem nướng ở chợ quá chị, đặc sản ở đây đó. Chờ thành phố về mua một cái 50 cây luôn. Dạ. Nếu xe thành phố về đi chơi nhà bạn nó gặp không ngon quá. Dạ. Mua 50 cây còn không kịp nó nướng thứ này là lấy luôn. Lấy luôn, hồn hồn là lấy luôn.
Dạ. Nếu sơ sơ là lấy luôn rồi về luôn á. Dạ. Nếu mà kịp nghe, muốn 5 cây luôn. Dạ. Rồi, con chúc cô bán đắt nha cô. Cảm ơn cô. À, cô bán này. Dạ, chào cô. Dạ con là khám phá Vĩnh Long. Chào cô. Cảm ơn cô theo dõi ủng hộ mấy anh em con nha. Con ủng hộ quảng cáo luôn. Dạ. Giờ sáng cô đi chợ về hả cô? Dạ, cô ăn bánh gì không cô? Cô ăn phụ con đi, con ăn không hết nè. Hả? Cô. Dạ. Thì thôi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Ồ, ở đây có ngoại bán cái số nè. Ngoại ăn bánh không ngoại? Con gửi tặng ngoại mấy bánh ăn phụ con nha. Bánh gì vậy? Dạ, cái này bánh gì nãy con mua? Bánh thọt. Bánh thọt. Với cái này bánh mì. Dạ. Bánh thọt hả? Dạ đúng rồi. Bánh nhân mặn hay gì vậy? Ngoại ăn chay hay gì ngoại? Chay. Vậy là ngoại ăn này được nè. Cái này là cái gì ta? Bánh da lợn. Dạ. Ngày ngoại bán nhiêu tờ ngoại? Có mấy chục tờ đi mà con ơi. Vậy hả? Để con tiếp ngoài 2 tờ nha. À, dạ. Sáng được chưa ăn được. Vậy hả ngoại? Ngoại ăn chay quá vậy con cũng không có đồ chay để ăn nữa. Mấy tờ? Số 2 tờ ngoại. Dạ. Cô ơi, cảm ơn cho con đổi tờ 50 cái cô. Cô bán gì cô? Dạ. Giờ hết rồi, chuẩn bị về hả cô? Dư dữ rồi, dư rồi, dư rồi. Có dư không? 50. À. Dạ. Dạ. Đây con gửi tiền cho ngoại nè. Rồi. Cảm ơn ngoại nha ngoại. Ngoại đi bán vé số thấy cũng cơ cực. Đẹp quá mà. Hết hết tiền có Mạnh Thường Quân gửi cho em rồi, có bán anh chị bên đây à, không có giúp đỡ ngoài được. Ngồi tiếp ngoại vé số ủng hộ ngoại. Dạ không con không có chơi vé số rồi không cảm con nha. Dạ. Vé số lên đi. Dạ. Dạ. Dạ con để mua á, cô có ăn không? Con tặng cho cô một hộp nè. Trời ơi, tặng gì con ơi? Dạ. Ăn đi. Mua mà tặng gì? Con. Dạ. Đi quay vậy đó hả? Dạ. Rồi cô đi bán tiếp đi cô nha. Dạ. Ở đây á thì là đường này có tên là đường Hùng Vương nha cô bác anh chị. Đây tuyến đường này cũng khá là rộng luôn. Ở đây thì tuyến đường Hùng Vương này là đối diện thẳng với cái nhà lầu chính có tên bản Hội Sơn. Chỗ này có cái chiếc xe bán trái cây ra quá trời luôn. Đó. Cút 17.000 bó, tạo 10.000 bó, cút lưới 15.000 bó, cút lưới 20.000 bó. Cút 17.000 bó, tạo 10.000 bó. Cút bán ngon đắt quá nè. Cút lưới 20.000 bó. Có cái lò vào đó. Thôi em đi về giờ đến đây. Dạ con quay YouTube chú. Chú ơi sáng chở vợ đi chợ hay là chạy xe? Chạy đầu, sáng chưa chở được người khách nào hết. Dạ, chạy xe. Ờ ngồi từ 5 giờ sáng tới giờ. Dạ. Chú ăn gì cho chú? Chưa. Đây con tặng cho chú hộp bánh tằm ăn ngon nè. Rồi. Dạ. Rồi, chúc chú ngon miệng nha chú. Rồi. Dạ. 17.000 bó, 10.000 bó. Đi tiếp rồi á chị. Cô bán trái cây ha, xoài rồi bưởi đó nè. Ồ bưởi có gọt ra sẵn đó, nhìn ngon quá. Chào cô. Bưởi này gọi là giống bưởi gì hả cô? Bưởi này giống bưởi gì hả cô? Dạ da xanh ha. Dạ da xanh cục hồng không cô? Dạ ngon quá nè cô bác chị. Dạ cái tô muối cái bên nữa. Muối này cô làm đúng quá cô. Dạ khéo quá ha. Mình làm sao mà nó được đỏ đều hết trơn vậy hả cô? Mua ớt nhiều. Ớt nhiều hả cô? Ớt nhiều trộn vô nó mới đậm màu đậm. Dạ. Em thấy con đâm cái chén muối ớt rồi không thấy ra được cái màu đỏ gì vậy. Này ớt nhiều lắm á. Dạ. Dạ. Vậy là ớt nhiều lắm mới có màu muối đỏ gì không bác thì. Con cảm ơn cô nhiều nha cô. Chúc cô bán đắt nha cô.
Trời ơi, cái này là gọi là thiên đường trái cây nè cô bác anh chị, quá đẹp luôn. Ở trước này thì rất là nhiều những cái trái cây luôn, cái mầm trái cây luôn. Mùa này thấy đi đâu cũng bán quýt Thái nữa trơn, có chỗ bán 40, có chỗ bán 50. Sapo như vậy. Cái bên này có một cái đường đi vô trong nhà làm chợ nữa nè. Đó, thì dài trước đó thì cũng sạp bán trái cây. Chào chị. Chị ra bán trái cây. Sáng giờ bán được không chị? Dạ. Bữa nay chợ mình bán trái cây nhiều quá. Mới thấy bà điện tôi còn nhỏ rồi tôi mới điện lại. Ở đây có cái trái mãng cầu bự quá nè cô bác anh chị. Quá to luôn ha. Cái na hả cô? Dạ. Có người ta kêu bán cầu gì đó. Dạ, vậy là trái này trái na quá chị. Bán cầu là ở ngoài đây. À. Cái hàng kiểu trái na, cầu Thái là ta. Bán cầu Thái. Dạ. Trái bự quá ha. Bán cầu Thái là bao nhiêu tiền một ký hả chị? 70. Dạ 70 ngàn ha. Nhiều của cô 95, 85. Rồi em cảm ơn nhiều nha chị cô. À, chị bán trái cây. Trái cây ở đây rất là đẹp quá chị. Bóng bả nhìn rất là ngon ha. Táo à, đây là táo xanh. Trên đây là táo đỏ nè. Đây hồng. Rồi, xin chào dài tiếp nha. À, khu này bán trái cây khá là nhiều. Chào mấy cô, mấy chị. Trời ơi, bên đây thấy chào làm cái gì mà cười, kéo nón xuống dưới vậy nè. Mắc cỡ hả gì? Cái này có một ngoại bắp bắp nè. Ngoại đang ngồi đếm tiền. Khu này bán bún nè cô bác anh chị. Ở đây có một cái đường đi vô nhà lòng chợ nữa ha. Chợ này rất là nhiều đường để mình đi vô nhà lòng chợ được luôn. Để em coi cái tuyến đường này, tuyến đường gì nha. À, hôm nay thì quay trở lại thấy khu vực phía trước này hơi lạ lạ quá chị. À, xa xa phía trước thì như người ta đang bắt cây cầu bên trước đó. Cái con đường đi thẳng này có tên là Lý Tự Trọng cô bác anh chị. Trước đó thì có sập bán rau củ đồ các loại. Còn ở bên đây thì là đường Trần Quốc Toản nè. Thì là cái con đường Lý Tự Trọng là chuyên bán trái cây với bông hoa cô bác anh chị. Ai mà mình có mua bông hoa trái cây mà ở chợ Hội Sơn này á, ở đây mua á thì là cái đường Lý Tự Trọng này. Chào cô. Đây có cô bán bông nữa nè. Bông này bông gì hả cô? Bông quệ con ơi. Dạ bông quệ ha. Dạ. Quệ trắng luôn quá chị. Trắng. Đẹp quá ha. Mấy bữa nay bán bông được không cô? Bán cũng được, quay ra con ơi, bán cũng chậm tại nhiều người bán. Tại nhiều người bán. Dạ. Rồi con chúc cô bán đắt nha cô. Dạ con cảm ơn cô. Dài dạ, trước này có bán cốm dẹp. Đây là cốm dẹp nè cô chú anh chị. Đường Hốc Nốt. Trên đây có một số nái chuối ta kêu. Chào cô, khỏe cô? Dạ, nước gà bán đỡ không cô? Dạ, không mua mình thôi. Dạ. Gánh à, cái này mới gánh nè. À. Vậy hả cô? Ờ. À, gánh mới đi vậy đó. Cô ở đây ngoài bán chuối với ấy, cô còn bán đậu nữa cô bác chị. Đậu xanh. Đậu bột bán nấu chè nè. À. Vậy là nguyên cái dạ dãy này là của cô hết đó hả cô? Ừ, đây chị làm sao? Dạ, wow, cũng rộng quá ha. Rồi con cảm ơn cô, chúc rồi, cô bán đắt nha cô. Dạ. Đi cái này tới chiều mà về trên tay mà đồ nhiều dữ lắm luôn đó.
Dạ. Bên đây nè, bên đây có một cái đường rất là rộng đi vô nhà lòng chợ ở trong nè. Đi hẳn như chậm là khu chợ thịt, chợ rau. Chợ rau thì bà con sẽ bán dài bên mé tay trái, thịt thì bán bên mé tay phải thôi bác chị. Chuối, trời ơi bên đây sao chuối nó gục hết trơn rồi nè. Khu dưới đây thì là thùng rác với mấy cô bán dịch rồi về dạy đây. Dạ gì chú? Dạ mẹ Việt Nam bán gà dịch. Bà đang bán gà dịch nói tiếng đây. Dạ. Rồi con chúc mấy cô với chú đây nhiều sức khỏe nghe. Dạ. Bán gà bán dịch. Dạ. Ở đây ta khổ quá, khổ người ta mới dám ngồi rồi, người ta mới chửi mới mắng mới bói ta hoài. Người ta chịch cái đồ đâm người ta không à. Dạ. Bả là má bà vừa á. Dạ. Dạ. Chịch ra cái đồ nha ông nè, mọi gì nè, móc gì nè, hết xô đồ liện đồ ta hết trơn. Dạ. Quay nhỏ đó, quay nhỏ. Bao cây hai bà đó ngồi. Dạ. Ta khổ ta mặn cái nghề này chứ ta có tiền của bà ai đi ra chợ ngồi. Bên đây có hai cô bắt nước làm dịch đây. Thôi ha. Dạ. Ở đây đang làm cái cầu của bác anh chị, chưa có hoàn thiện. Cầu rất là mới luôn nè. Hồi trước em đi đến đây thì hình như là chưa có thấy cái cầu này. Hôm nay quay trở lại đây thì thấy một cái sự thay đổi nha. Nơi đây có một cái đường cũng có thể đi xuống nhà lòng chợ được đó nè. Hey. Chào mấy cô mấy bà. Dạ. Dạ, quay dịch luôn. Dịch nhiêu ký mà rẻ cô? Có 65 ngàn à. Mần gòi đúng không hả cô? 80 ngàn mần gòi. Dạ, dịch mần gòi thì 65 ngàn, gà mần gòi thì 80 ngàn. Bán 80 ngàn đó. Dạ. Mấy cô được ngồi trong đây đã. Bán gà dịch bằng sẵn thì ngồi trong đây nha cô bác chị. Dạ. Dạ sao cô? Dạ, mình bán. Trời ơi, ngày vài trăm ngàn đủ sống rồi chú ơi. Dạ, chưa sắm vàng đủ hết cô. Dạ. Dạ. Quay nữa lên chị hình hả? Dạ lên YouTube rồi. YouTube hả? Dạ, YouTube. YouTube nó nói sao bắt gặp. Dạ YouTube của con là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long mấy rồi. Dạ. Rồi, nữa về bắt coi rồi. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi, bán một ngày vài triệu luôn để sắm vàng hả cô? Rồi, quay đi rồi cái nữa lên YouTube nhiều nhiều nữa, có tiền nhiều. Dạ. YouTube này là có mấy người bà già nào mà khổ nghèo. Dạ cũng có cô. Dạ có nhưng mà giờ hết tiền của Mạnh Thường Quân gửi rồi cô ơi. Cô không có tiền cái nàng chứ sợ cho tôi đây. Dạ cô. Cô không có tiền mà cô có vàng. Dạ. Dạ. Cô bán trong nhà lòng chợ cũng vui vẻ lắm nha cô á. Chúc mấy cô bán đất nha mấy cô. Bên đây á thì là... Dạ chúc mấy cô nhiều sức khỏe. Dạ. Sao cô? Dạ. Qua bên này cô ha. Dạ Khám Phá Vĩnh Long cô. Dạ. Cô đẹp gái này nha. Bán mực cua đồ. Dạ. Cô bán hải sản. Đây. Cua biển hả cô? Đây. Cua biển gạch son. Cua biển gạch son 280. Dễ vậy cô? Có nói ấy không cô? Thiệt mà. Vậy hả cô? Vậy là cô bán này rẻ lắm á. Con thiệt luôn á. Dạ. Con nói với bà già này đây mới mua nè. Dạ. Ờ. Cô gạch son cô bán có 280 nha. Dạ. Vậy là 280 cô bán ở đây là rẻ. Rẻ. Không có hỏi là vậy đó. Dạ. Thiệt. Mấy chợ khác là người ta bán 300 mấy á. Không đi chợ hoài mà. Mực rồi nè cô bác anh chị. Con được cành mà đào quẹo mà. Dạ. Đây có một lá đây 240 một ký. Dạ. Lá 240 một ký. Wow. Đây ống nè, ống bự ngon 240 một ký. 240 luôn. Dạ.
cô bán giá bình dân ha. 140 ký. Bình tục 140 ký luôn. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Đây bật cô được quá chị. Khá là ngon nha, tươi lắm á. Hàng chất lượng hả cô? Mình này 170 ký. 170 ký. Dạ. Ống trứng ngon. Ống trứng. Đây. Hả? Con quay lên YouTube chơi vậy mà. Dạ, quay lên YouTube hả? Quay lên YouTube chơi vậy mà. Thì mà mấy bà già nào mà khổ mà như bà không có già như có khổ là người ta có từ là có tâm á. Quay lên lên coi cái thằng không thằng ấy rồi đó không bụi rồi đi đến nè. Dạ. Không bụi rồi đó, đó đó. Dạ, cái đó là đi ảnh đi giải cứu mấy người bên Campuchia đó. Dạ. Mấy người mà Campuchia mà bị kẹt cái bệnh đó. Dạ, không có tiền chuột về đó. Là anh cứu luôn á. À, ở trên đây mấy cô bán rau quá trời. Khu vực nhà vệ sinh luôn nè. Đây. Chị này sáng giờ đi chợ hơn nhiều nè. Nãy em gặp chị ngoài kia á. Chưa về đó chị. Dạ. Đi chợ sáng giờ luôn. Cô bên này bán rau được các loại ha. Này bông điện điển hả cô? Bông điển. Ồ, mới quá nè. Cô bên này kêu bà quay tôm nè. Đây, cô bên này đẹp, tôm này ngon. 200.000 một ký luôn. Tôm sống tươi ngon. Dạ. Rẻ ta. Tôm bự bự, dạ, rẻ chứ. Nhưng mà rẻ mà chỉ đẹp gái thôi. Dạ. Chị này bán rẻ mà đẹp gái luôn nha. Đó. Có anh nào giá vợ không mà mai chị đi. Vậy ha. Thiệt không mà nghe. Thiệt. Dạ. Đang ở giá vợ thì lại đây. Gặp chị bán tôm đây. Ai có giá vợ gặp em. Dạ. Dạ. Rồi bà già mà bán 11 đứa con kìa. Dạ. Mà bán có tiền quá đeo vàng nhóc chưa? Không có tiền mà đeo vàng nhóc hết trơn. Qua coi gắn kìa, qua coi gắn kìa. Dạ, đi. Dạ. Đây, bên này gắn này. Ồ, gắn gì bự quá vậy nè. À, chào mấy chú nha. Bên kia đây. Dạ. Ôi nó bò ra hả chú? À. Gắn này gắn gì lắm chú? Con hành, con hành. Ôi thì nó bò lên cái miệng kia, nó tìm chỗ nó bò kìa. Ồ. Con này con nghĩ là nó chui dữ lắm nè. Đúng rồi. Dạ. Con này mới đi chú. Con hành vậy là nhiêu tiền ký hả chú? 400 một ký. Dạ. Thì gắn ngoài nhất nha cô bác anh chị. Quá dữ rồi. Ôi nhiêu gì? Con gắn này nó hiền hả chú? Hiền, hiền to. Con gắn này nó. Dạ. Bà ở đây nè, bà bán cá với ếch nè. Bà nấu 11 đứa con hả bà? Dạ. Thằng này út mà. Dạ. Trời ơi, cài. Trời nuôi dây, nuôi nhiều nữa mình lớn tuổi nuôi lại mình ha. Dạ. Dạ. Chú có lời tên nhiêu tiền nhiêu ký? 300 rồi. Con chúc bà vui sức khỏe ha ngoại. Thì dài không quan tiếp nghe cô bác gì. Dạ đây mấy cô bán cá nè, con chào mấy cô. Dạ cá bằng sẵn rồi nè. À. Nãy có con gì mà mấy cô hãy qua hãy lại quá trời mấy cô. Con cua ha. Dạ. Con cua là số 10 ha. Nãy con mới nghe con kia nói nè. Đó. Vô hệ luôn. Vô hệ luôn hả cô? Dạ. Số cuộc. Dạ. Dạ cô đeo số đó lâu lắm hả cô? Mới bữa ha.
đây cua. Nói vậy nghe nó. Dạ cái ly này là ly trà đá đường. Dạ. Khu này hơi vắng á cô. Khu ở đây hơi vắng á cô. Chợ tương. Dạ, còn mấy mà chờ mặt đông ha. Dạ. Khu này bán cá không hả cô? Đây, phía sau cô dạ, rất là mát mẻ luôn quá chị. Một mét sau đây nè. Ở đó là mấy cái nhà người ta ở luôn á hả cô? Bè, nhà ở trên sông nha cô bác anh chị. Đó. Cái này là nước rồi nó dâng lên thì cái bè nó cũng nổi lên mà chứ nó đâu có bị chìm hả cô? Dạ, dạ. Dạ, mà cái tháng này là ở đây nước có ngập chợ mình không hả cô? Không có ngập ha. Dạ, vậy là chợ thì quá im rồi, cao ráo. Dạ có. Mấy cái chợ ở bên mà cái vùng bên Bến Tre đó cô, với ở bên Tiền Giang rồi đó. Dạ có một chợ luôn, đi chợ luôn hả? Đúng rồi, lỗi mà chỏm chỏm luôn. Ở đây nào giờ chưa? Vậy đây đã đó cô. Dạ. Cô ở đây bán gà vịt bằng sẵn cô bác anh chị. Đây có hàng với cô đây. Rồi, con chúc cô mua bán đắt nha cô. Dạ. Dạ ngày mai. Dạ, con làm tốc độ lắm. Dạ có cô. Dạ. Dạ chưa, mới bọc vô trong khu này mới tới mấy cô. Dạ. Dạ. Rồi con đi nha cô. Cảm ơn cô nhiều. Đây, sẽ đi dài dài chỗ này. Trong đây là xe có thể chạy tới nhà làm chợ được luôn. Bên này có bán nghe sóng rồi đó nè. Nghe đỏ. Bắn cả mấy cô như vậy trên đó thì mấy cô mà bán rau cho đó dưới này bán cá cá móng rồi. Chào cô, sáng giờ bán được không cô? Bữa nay chợ tương đấy ha. Dạ. Với lại khu trong này con thấy so với ngoài vắng hơn, vắng hơn ở ngoài đường. Nói ông này nó mới nó còn biết mình đây là cùng ở dưới đó ta đông lắm. Dạ, ngoài dễ hơn tiện hơn sao á. Chúc mấy cô bán đắt nha mấy cô. Trong đây có cô bán gà sống đó nè. Vâng ạ. Dạ. Gà sao ế quá chú ơi. Dạ. Gà cỡ này ế lắm, đừng có bán cá. Mùa này con cũng đi mấy chợ khác, mấy cô kia bán dài thì cũng thế. Mùa này mùa nước nổi người ta ăn cá nhiều quá cô. Cá nó rẻ. Ít ra dịch cũng ế kìa thấy không? Dạ. Cô bán lâu chưa cô? Cô bán là năm rồi. Một năm. Dạ. Cô ở miền ngoài vô hả cô? Không, cô ở đây nè, cô ở Kinh nha. Vậy hả? Cô là người địa phương ở đây luôn hả? Ừ. Dạ. Ba má cô sang đâu rồi? Dạ. Sang 45, 145. Dạ. Vậy là ba với mẹ cô là người ở miền ngoài vô. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Bán đắt nha cô. Ờ đi ế quá mua giùm con này về nấu cháo ăn. Con không có nhà ở đây, con đi đây đi đó á. Quê con ở Vĩnh Long. Dạ. Con chưa có về, con không cảm nha cô. Dạ. Cảm ơn. Dạ cảm ơn cô. Khu chợ rộng hết hồn. Thuốc ơi rộng lắm. Dạ. Quá lớn. Đi thẳng cái phía trước đó là cái con đường mà con bán cá đồng nữa ha cô bác chị. Sáng là em có
thì như đó đi lên đó, mình sẽ đi cái đầy giáp luôn cho cô bác thì mình xem hoàn cảnh nè. Chắc là tạm dừng clip luôn đó. Chào bà, chào bé. Chào bé biết chào không? Chào lại coi. Ồ, giỏi vậy ta. Đang ăn cái gì vậy? Bé ăn kẹo. Ăn kẹo nói hả? Nói chú nghe đi, nói chú nghe đi. Biết nói chuyện chưa? Nó gần lắm mày. Dạ, mấy tuổi rồi hả cô? Cô mấy tuổi nói chú nghe coi. Nói chú nghe coi. Dạ. Nói là nói chú nghe coi nè. Nói đi, mất người, người quen đó không phải quen lạ đâu. Dạ. Người quen, chú quen, chú quen, chú quen. Quen đó, chú quen. Đây, chú cho con cây nem ăn nè, con gái. Sợ người lạ ha. Đây chú tặng cho con cây nem nè nha. Con gái ơi. Cầm đi, cảm ơn chú, lẹ lên. Bà cầm cho nó đi bà. Thôi cho chú ăn đi. Hả? Thôi tặng cho bé ăn. Rồi cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú mày, cảm ơn chú mày. Cảm ơn chú mày, nói cảm ơn chú mày. Cảm ơn chú. Ở nhà nói cảm ơn chú. Nói như con bé em mà. Thôi được rồi. Chú bé ngoan nha. Quen đó không phải người lạ đó nghe con. Quen này nè. Dạ. Hôm nay vừa bấm vừa đá gà nữa nè. Trời đất ơi. Giới thiệu dữ quá vậy. Cô này bán trứng chiên nè. À. Rất là ngon ha, dầu chấm tươi rồi cô bác chị. Thường là bán bao nhiêu tiền một trái hả cô? 5.000 con ơi. Dạ. Cái gì cũng bán 5.000 trái. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. Con đi quay cho chương trình gì vậy? Dạ con quay chương trình YouTube. YouTuber miền Tây phải không? Dạ đúng rồi, con quay cánh chợ. Rồi con chúc cô bán đắt nhiều sức khỏe nha cô. Rồi cảm ơn con. Dạ. Rồi bên đây á thì bán khóm đó nè. Đây ha. Đó. Có chị đang gọt khóm trong luôn. Dài lên trên đó là khu chợ rau với chợ thịt của cô bán anh chị. Ở phía sau chợ á, cái đường đó ngoài đây còn rất là đông khách luôn trời. Sáng tới giờ mà vẫn còn rất là nhộn nhịp nha. Đó. Đông lắm luôn á chị. Vô chợ thịt đi. Dạ. Cầm kìa ha. Chạy chạy ơi, lấy đi cho bé tiểu đi chị. Em quay bên đây. Đây có bà bán mắm. Dạ. Con chào bà. Bà bán mắm. Bà ở đây bán mắm có giỏng văn nằm có lý hết à. Dạ. Này văn xong rồi mình háo đem về hả bà? Háo bỏ vô tủ. Dạ, vậy là cái tủ mình để đây luôn. Dạ. Bà bán mắm nha cô bác. Dạ quay phim. Dạ. Con cá lóc nè. Dưa mắm nè. Hai con mắm này ghé bà đây. Dạ, con quay lên mạng đó, nước ngoài cũng có thể xem được luôn. Dạ. Rồi con chúc bà nhiều sức khỏe. Bán đắt nha bà. Phía sau lưng em là khu chợ thịt quá thì vậy rồi thì chắc đến đây em cũng xin phép được tạm dừng clip tại luôn quý cô bác anh chị mình đây. Thì từ sáng giờ là đi cũng coi như là muốn giáp hết chợ Hội Sơn rồi cô bác anh chị mình. Để em xem coi số tiền của anh Quê Trương còn là bao nhiêu cô bác anh chị. Thì sáng em có sử dụng số tiền của anh Quê Trương là 300.000 để mua lương gắn hả bóng xanh hồi hướng cái gì đang đó lo của quyền tổ của anh. Thì ở những video clip trước á, em còn giữ lại số tiền của anh Quê Trương á là 1.030.000 của bác anh chị mình. Thì
trừ cho 300 ngàn ở clip này thì em còn giữ lại số tiền của anh Huy Chương là 730 ngàn. À, số tiền thì số tiền còn lại em sẽ thực hiện trong những video clip sau. Cảm ơn anh Huy Chương rất là nhiều, cảm ơn cô bác anh chị mình đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Khám Phá Vĩnh Long của em. Xin kính chúc hết toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Xin mến chào và hẹn gặp lại những video clip mới nhất nha. Bye bye.